nguyên trưởng ban nội chính tỉnh Thái Bình Nguyễn Văn Điều tử vong. Trưa mùng 10 tháng 9, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình xác nhận với phóng viên Vietnamnet, ông Nguyễn Văn Điều, nguyên trưởng ban nội chính tỉnh ủy Thái Bình đã tử vong. Theo vị lãnh đạo này, ông Điều được phát hiện tử vong lúc 9 giờ sáng nay tại khu vực gần đài tưởng niệm liệt sĩ xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư. Hiện cơ quan công an địa phương đang phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc. Trước đó vào khoảng 18 giờ 10 ngày mùng 8 tháng 5, ông Điều đã gây ra vụ tai nạn giao thông trên đường Trần Thủ Độ, đoạn đối diện cây xăng Việt Học, thuộc phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, khiến một người tử vong, một người bị thương. Sau đó ông Điều lái ô tô bỏ chạy, tông vào xe máy khác làm người lái xe máy bị văng ra lề đường. Sau đó ô tô chạy tiếp về phía khu công nghiệp Phúc Khánh, bỏ chạy khoảng 3 km, ô tô của ông Điều bị người dân đuổi kịp. Ông Điều còn chốt cửa cố thủ trong xe, đến khi cảnh sát cơ động có mặt mới chịu mở cửa. Ngày 12 tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã tạm đình chỉ mọi chức vụ, dừng thực hiện nhiệm vụ ủy viên Ban Thường trực Tỉnh ủy, trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đối với ông Điều. Chiều mùng 2 tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình triệu tập hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để xem xét đề nghị kỷ luật với ông Nguyễn Văn Điều, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy liên quan đến vụ tai nạn giao thông nói trên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất đánh giá hành vi của ông Điều là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Bản thân ông Điều đã nhận thức rõ sai phạm, chủ động báo cáo và khắc phục hậu quả, tự giác bồi thường cho các nạn nhân. Sau khi xảy ra vụ việc, đến nay các gia đình và người bị hại đều có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Điều, căn cứ các quy định về xử lý kỷ luật đối với đảng viên, xem xét các tình tiết giảm nhẹ, điều kiện hoàn cảnh, nhân thân cán bộ vi phạm. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã thống nhất đề nghị thi hành kỷ luật cách hết mọi chức vụ trong đảng đối với ông Điều. Mới đây, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Điều. Những thông tin mới nhất về vụ việc này sẽ liên tục được Vietnamnet cập nhật.